anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại kênh hoạt động đi lại các nhìn em hoạt động rất là thuần của anh nhá. Em này sách lồng con hot quá. Em này thì là chân vàng mỏ vàng các bác nhá, lông cũng vàng luôn. Có thể gọi là tam hoàng được các bác ạ. Và đặc biệt là cái mắt của em này rất là đẹp các bác nhá. Này các bác có thể xem rõ chim và các bác có thể thấy là các bác này. Chim rất là thuần, em đã động vào lồng rồi các bác này. Đấy. Giữ cái lồng để cho đỡ bị lắc đi. Đấy. Các bác có thể thấy là cái thời tiết hôm nay là ngày mùng 8 tháng 1 các bác nhá. Hôm nay như ở ngoài Bắc bọn em, không biết ở các tỉnh như nào, như tỉnh Tuyên Quang bọn em, hôm nay học sinh cấp 1 được nghỉ học hết bởi vì nó dưới 10 độ các bác. Nhưng mà em này vẫn thể hiện tốt các bác nhá. Nhà em bây giờ có mỗi một em chim này thể hiện tốt được các bác. Em đậm tay vào lồng được không ạ? Chim vẫn thuần nha các bác nhá. Hôm nay em bị cái tay này là hơi đau, ngón tay cái này là không xách lồng, nó hơi bị ấy các bạn. Nên là không muốn xách lồng, nhưng mà em này xách lồng hot bình thường các bác nhá. Chim rất là cao cầu, chân vàng mỏ vàng các bạn. Hot phải nói là hot, quá đẳng cấp luôn em này. Lạnh lắm các bạn ạ, ngoài bác em lạnh lắm. Đấy, các bạn thấy không? Cứ gọi là ngon. Mắt xanh các bác nhá, mắt xanh này. Quay cho bác xem mắt xanh này. Chim rất là cao cầu các bạn. Rất đẹp phải không các bạn? Cao cầu các bác nhá, chân vàng mỏ vàng các bác nhá, mắt xanh, lông vàng. Hot quá tốt luôn. Quá đẹp luôn các bạn chim. Quay sát mắt. Đây các bác em quay sát vào mắt cho con xem nhá. Mắt em này các bác nhìn này. Đẹp không các bác, mỏ vàng nhá. Ấy, mỏ vàng chưa các bác? Mắt rất là dữ luôn các bác. Quá dữ luôn cái mắt này. Rồi cho các bác xem cái chân nhá, cái chân em nó này. Đấy, chân vàng này các bác này, chân vàng chim thuần các bác nhá. Đẹp quá nhỉ. Lạnh lắm các bạn ạ, gió nó còn thổi nữa chứ. Meow, 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 meow.
Các bạn có thể thấy là chim rất dễ chơi nha các bạn nhé. Video em quay nó sắp được 6 phút rồi các bạn nhé. Em sẽ dừng lại khoảng 6 phút thôi, bởi vì mạng em nó rất là chậm các bạn. Nếu mà quay dài quá đăng lên lâu lắm các bạn. Như 6 phút này đăng mất khoảng 20 phút đấy các bạn. 20 phút là nhanh đấy. Chim có cặp mắt rất là đẹp các bạn. Nói chung là rất là ok các bạn nhé. Đẩy lồng cũng không sao cả. Đấy, vẫn hot các bác, mặc dù lồng vẫn riêng. Để đi. Thôi các bạn, video được 6 phút nhá. Em xin chào tất cả các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Bác nào mà muốn kết em này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Em xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bạn những video sau nhá. Ok.